Ở video trước thì mình đã làm xong cái phần hiển thị cái danh sách sản phẩm. Để video này thì mình tiếp tục làm cái phần là chi tiết sản phẩm. Thì ở cái chi tiết sản phẩm thì đầu tiên mình cũng sẽ phải tạo cho nó một cái router. Ở đây. Chi tiết sản phẩm. Ở đây mọi người chú ý là ở cái router của mình, của cái chi tiết sản phẩm ấy, mình sẽ để kiểu dạng như này này, sượt. Và ở đây là nó sẽ là một cái slug, slug đấy, nó sẽ làm slug của sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục tạo, mình sẽ gọi vào cái product detail này. Đấy. Ok. Ở đây mình sẽ gọi vào cái method này này. Đấy, get product detail. Cái slug này thì mình sẽ ghép từ cái slug của sản phẩm và ID của sản phẩm. Nhưng mà cái đấy thì mình sẽ ghép sau. Hiện tại thì mình sẽ chỉ là tạo một cái route demo để cho nó gọi được đúng vào thôi. Return view forname paste detail và index. Đấy, ok. Đầu tiên thì mình cũng sẽ copy cái product này trước. Đây, mọi người copy cái index từ thằng product này sang thằng product detail này. Đấy. Xóa cái phần nội dung bên trong này, để đoạn script vậy cũng được. Đấy, tạm thời mình đang demo thôi. Rồi mọi người sẽ vào cái router, đây mình sẽ copy tên router này. Mọi người vào cái file mình vừa tạo là file component product item này. Gắn cho mình những cái link này vào cái router này. Router. Đấy, cái này mình có hai tham số là slug, ví dụ như là đồng hồ nam hạng Mỹ, Mỹ cộng slug là một đi chẳng hạn, phẩy một. Đấy, ok, mình sẽ thử này. Mọi người nhìn thấy cái này mình sẽ bỏ này đi. Ok. Đây, mọi người nhìn thấy cái kênh vào đây là chi tiết này. Thì mình cũng vào cái product detail của mình sẽ copy cái file này vào. Copy cái này đi. Sẽ có phần content này vào cái đây. Đấy. Đầu tiên thì ở đây để ý những cái nào include này, đầu tiên là cái breadcrumb này, xóa này đi. Mình sẽ lấy breadcrumb bên này. Đây là cái đầu tiên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở hết cái lốt à. Ở đây. Để nó xuống cái tiếp sản phẩm thì ở đây mình copy cái này thôi. Mình copy cái này sang bên này là được. Đấy, xem. Vị trí là mình đã có ở đây mình sẽ copy tiếp cái Z là product detail. Và cái CSS này cũng thế, detail. Đấy, mình sẽ có được cái sản phẩm ở đây. Đúng ra nó sẽ là theo như demo, nó sẽ hiển thị có bốn cái thôi, thì cái đấy thì mình sẽ sửa sau. Đấy, mà tạm thời nó đã product detail à.
Để mình xem nào. Đây chắc mình hiển thị product detail. À, product detail của nó là đang thằng này. Có check mobile không? Ít nếu mobile bằng 2.4. Thôi được rồi, cái này mình sẽ xử lý sau. Cái này mình sẽ xử lý sau rồi. Đấy, vậy là coi như là mình đã ghép xong cái giao diện. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Sản phẩm này. À, còn một cái giao diện. Đây mình còn giao diện ở giỏ hàng nữa. Giao diện giỏ hàng. Đây, giao diện giỏ hàng nó đây. Thì cái giỏ hàng này mình sẽ xử lý sau. Còn hiện tại mình sẽ ghép xong cái phần sản phẩm này này. Ở video sau thì mình sẽ show cái sản phẩm nó ra và chỉnh sửa lại một số cái link CSS và JS.